Thì bây giờ nó có ra một cái Amazin. Thì hồi xưa mấy em có xài cái Precard. Thì cái này nó có cái tính năng là mấy em tạo bụi á. Tất nhiên là mấy em trồng cây đa thân, nó chỉ ra một thân, thân. Nhưng mà bây giờ ở đằng sau ở gốc nó đẻ con, đẻ nhánh, nhánh. Tất nhiên là thành bụi á, là ông đội này. Tất nhiên là nó đẻ con gì. Nhưng mà không suy nghe, con ra đẻ luôn. Hồi nãy ngoài kia có mấy đứa là nói bây giờ nó đâm con nhiều quá, làm sao lại. Đó nè, thì nó ra con phải cho ra đẻ. Thì cái đằng này nếu mấy em muốn làm nhân giống nhiều thì mấy em sử dụng Precard thì nó quá mắc. Mà bây giờ nó hết rồi. Thì bây giờ nó có ra cái sản phẩm này thì cách đây không lâu, cũng mấy tháng rồi thì thầy ứng dụng, thầy phun vô nó đẻ con quá chừng quá đáng luôn. Thành ở mà con nó đã lắm. Con vừa mọc lên vừa phun lá lại dưới ra rễ rồi. Thì cái chức năng thằng này làm rễ luôn. Đó, thì mấy em nên ứng dụng cái này. Thì cái này nó mới nhất mà thầy đã làm rồi thì thành công mà khoái quá thì có thể là nay mai vì cái cành bông đó mà nó đã tàn bông rồi, nhưng mà mấy em đừng cắt vội, đừng cắt hết, cắt một nửa thôi để ngay cái cành bông đó cho nó ra cái men, cho nó ra cái ông nội này làm. Mà hiện tại là bây giờ cái cây bao, cái cây mà bao thanh thiên, bao thanh thiên của thầy ra 11 giòi đó. Bây giờ có mấy cái giòi đó, bây giờ nó đưa ra kỳ ở trên cái cành bông. Mà bây giờ cái cành bông đó, bây giờ nó vàng khe rồi. Thầy tính dứt nó đi rồi, nhưng mà quên. Cái bây giờ nó mọc kỳ nằm đó xanh lè. Nó nằm ở trên cái cành bông vàng, cành bông khô. Nhưng cái kỳ nó nằm ở trên đó, mấy em có tin nổi không? Thằng này là. Thấy chưa, bây giờ cái công thức này, những cái này mà nó lúc trước nay thì thầy khi nào mà ứng dụng mà thành công rồi á, hết cái khả năng của nó rồi thì thầy mới đưa vô lớp để đưa cho mấy đứa làm sao mà để khai thác cái cây mình cho nó ngon, chứ không phải mỗi cái bây giờ mình cứ chích chó, phải không, chích mà lãng quản mà mình không có vô trồng cái kim thì cái cây mình nó nhiễm vi khuẩn nó vô rồi nó chết luôn. Trời ơi, thầy thấy hiện nó nhúc nhích rồi kìa. Nó làm nó cánh trắng rồi á. Nó khẽ không biết tiêu con nữa. Thầy cứ mở cái này là phun một gốc hay là mình cắt cái thân ra phun à? Ăn phun toàn bộ cây. Nó nhúc nhích rồi kìa. Nó nhỏ 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 nhỏ. Nó lên lấy hũ rồi giờ. Thường thường là mấy cái nhà chồng đó, nó có thể tự nhiên là chỉ lên một con, hai con rồi phun ra là nó vô rồi. Đúng rồi. Chết. Chứ mà nếu mà nó sợ ra con, nhưng mà nó ra con nó